Rồi kênh Hai Lúa Sáng Bắc chào các bạn nha. Chiều cũng là 5 giờ các bạn ơi. Mình đi câu cá nha các bạn. Câu cá đêm bữa nay, câu trải nghiệm câu cá đêm thêm bữa nó coi sao nha các bạn. Giờ cũng 5 giờ các bạn ơi. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nếu thấy hay đăng ký kênh ủng hộ Hai Lúa nha. Rồi Hai Lúa mời các bạn đi câu với mình luôn nha. Cá nha bạn, còn dính rồi bạn ơi. Ui, chê quá đã bạn ơi, chê bành kia luôn. Rồi mới dính cá nè bạn ơi, cá chì trắng bành kia nha bạn, cổ tay bự hơn cổ tay bạn ơi, chà bá cá luôn nè. Quá đã bạn ơi, con đầu tiên nha bạn, bá luôn. Rồi, gỡ con này mình câu tiếp nha các bạn. Cũng 5 giờ các bạn phát thanh này. Có cá nha các bạn. Lên đi các bạn ơi. Rồi. Có rô các bạn ơi. Con này không được các bạn ơi. Rồi, gỡ cá này luôn nha. Các bạn, cá này cũng được các bạn ơi. Nhỏ mà ú nu các bạn ơi. Cá bạn ơi. Cá nhập vào. Được cá gốt rồi. Rồi gỡ con này luôn nha các bạn. Con này cũng được các bạn ơi. Ú nu à. Cá con ơi. Cá rô này nhỏ xíu bạn ơi. Cá rô mini các bạn ơi.
xíu rồi. Rồi gỡ này luôn nha. Rồi mình cũng cuốn câu lên về luôn các bạn ơi. Cá đêm nó ít ăn quá các bạn ơi. Có mấy con lôi lôi rồi nó giật không dính các bạn ơi. Cuốn câu lên về nha các bạn. Rồi lúc chiều gần tối mình câu cũng được. Câu được 5 cá các bạn ơi. Mới vô dính cá chê quá ngon rồi. Đến đầu bữa nay có lý các bạn ơi. Với 4 cá rô nha các bạn. Ban đêm cá nó ăn có mấy con mà không biết cá rô cá chốt gì á. Ăn mình giật không dính luôn nha. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo.